tiên mình muốn lưu ý là một số bạn mà chưa sang Nhật thì không thể tự đứng tên mua nhà đó, mà các bạn nên đăng ký một ký túc hoặc là một số dạng nhà xe ho để tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Cái thứ hai đó là những bạn mà đã ở Nhật rồi và bây giờ muốn đi tìm nhà thì các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Các bạn cần phải có những cái giấy tờ như là đầu tiên đó là hộ chiếu, passport, thẻ ngoại kiều, giấy du cư, số điện thoại, đem qua bằng cung, thẻ học sinh, các cái sổ, và đấy cũng đó là sổ ngân hàng, ghi cô nô chi chầu. Với những cái giấy tờ đó, các bạn sẽ đến công ty bất động sản tại Nhật gọi là Fudosan để tìm cái nhà mà mình muốn ở. Ví dụ như là các bạn đến và nói với cả nhân viên bất động sản mình muốn tìm nhà ở ga nào, dạng nhà như thế nào, ở cách nhà bao nhiêu phút đi bộ, thì bên công ty người bên công ty bất động sản sẽ tìm cho các bạn một số căn nhà rồi đưa cho các bạn xem một cái tờ giấy gọi đó gọi là thư mềm. Khi mà các bạn xem cái đó thì trong đó có những cái khoản tiền mà các bạn phải mất, và bây giờ mình sẽ xin chứng minh thì là giải thích những cái khoản tiền đó cho các bạn. Thì trên đầu các bạn sẽ nhìn thấy đó là cái tiền nhà, cái số chữ số to nhất đó là tiền nhà hàng tháng của các bạn là yachin, và cộng với cả tiền nữa đó là tiền quản lý tanihi. Tiếp theo đó các bạn sẽ mất thêm là tiền cọc và tiền lễ. Cọc và lễ thì có nhà mất và có nhà không mất. Tiền cọc là gì? Tiền cọc là shikiki, là cái số tiền về sau chủ nhà dùng cái số tiền đấy để sửa chữa nhà và bù lại những cái khoản mà về sau nhà họ mất như thế nào đó. Cái thứ hai, tiền lễ đó gọi là renkin. Tiền lễ thì thường thường người ta sẽ lấy và sau đó thì đưa cho chủ nhà, gọi là cái tiền lễ dành cho chủ nhà. Và tiếp theo đó là tiền của công ty bảo lãnh. Công ty bảo lãnh gọi là usugai san. Cái số tiền mà các bạn mất sẽ từ 50% cho đến 100% tiền nhà. Vì sao lại có công ty này? Vì khi mà đầu tiên khi mà các bạn muốn thuê được nhà, các bạn cần sự đồng ý của công ty này. Sau đó thì hàng tháng khi các bạn đóng tiền nhà, các bạn đóng thiếu hoặc là đóng chậm tiền nhà, công ty bảo lãnh sẽ đứng ra đóng tiền nhà trước cho các bạn và sau đó sẽ lấy lại tiền của các bạn về sau. Sau đó là tiền bảo hiểm cháy nổ và là tài sản hữu kền. Và tiền này thì khi thuê nhà nào cũng phải mất, nó sẽ dao động từ khoảng 6 cho đến 2 man trong 2 năm. Khi mà các bạn không đủ hết 2 năm thì các bạn sẽ được nhận cái số tiền còn lại của những khoản tiền đó. Đấy là những cái khoản tiền bắt buộc. Còn những cái khoản tiền sau, ví dụ như là sẽ mất là tiền dọn dẹp phòng khi ra khỏi nhà, gọi là cleaning day. Số tiền này nhiều hay là ít tùy thuộc vào cái hiện trạng nhà của các bạn khi các bạn ra khỏi nhà. Ngoài ra còn có tiền gọi là tiền thay chìa khóa, thay khi cung. Khoản tiền này thì các bạn có thể trao đổi và xô đơn với cả phía bên quản lý để giảm và bây giờ mình sẽ tổng kết lại các bước cần thiết khi đi thuê nhà. Sau khi xem các thông tin nhà phù hợp với yêu cầu thì các bạn hãy đi xem nhà để xác nhận đúng cái căn phòng mà mình muốn thuê rồi mới nộp hồ sơ đăng ký. Các bạn sẽ mất từ 3 đến 5 ngày để chờ công ty bảo lãnh và công ty quản lý xét hồ sơ, gọi điện thoại xác nhận thông tin. Sau khi đỗ hồ sơ thì các bạn sẽ đi ký hợp đồng và đóng tiền vào nhà. Chúc các bạn tìm được một căn phòng ưng ý cho mình nhé.